Chương trình đọc truyện bên thầy. Tiếp theo đến mẫu chuyện Một bài ngủ ngôn. Buổi mai vừa vén màn sương lạnh của ngày tàn đông năm Kỷ Mão, mấy chậu kiển khóm hoa trúc nơi Kim Sơn tự đều có vẻ thơi thới, nhất là cây quỳnh mai trên mỗi cành ôm đầy ấp nụ vàng như cười tiễn tiết đông thiên và sẵn sàng chờ đón mùa xuân bước tới. Đức thầy dừng chân giữa sân hoa, ngài vừa nhìn kiển vật vừa trầm ngâm suy tư. Bên đường là người qua lại tấp nập, bỗng đức thầy chú ý đến toán người vừa lướt nhanh qua cổng ngoài. Trên tay họ hoặc mang hoặc xách những chiếc bội đương rất mỹ thuật với những chú gà nồi cắt lông cạo cửa trông rất oai phong. Chúng cất lên những tiếng gái hăng độ, ý chừng muốn ăn tươi nuốt sống đồng loại chúng. Hoặc vừa nghe tiếng gái, hoặc vừa trông thấy được bồng ẩm trên tay của người đồng hành bên kia. Cảm xúc trước cảnh ấy, đức thầy đọc lên một bài thơ tứ tuyệt. Gà cô coi vậy thiệt là ngu, nòi giống không thương lại quan thù, thiên tích cạo đầu làm mặt là chém đâm nhào chết máu lu bù. Ngâm đọc xong bài thơ, đức thầy trở lại trai phòng tiếp tục công trình hoằng pháp theo đuốc từ bi. Phần nhận xét: trên đây là một bài ngụ ngôn không hơn không kém. Nếu xưa kia Phan Văn Trị đã làm bài ngụ ngôn vịnh cá lia thia để dụng ý chê trách những người vì lo vì đai mà chạy theo thực dân pháp để trở lại buôn nước hại nồi, thì ở đây đức thầy cũng đem câu chuyện gà nhà bôi mặt đá nhau mà ngụ ý khuyên can những ai vì lợi quyền, vì ích kỷ mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý để đến phải trở mặt thù hằn, ganh ghét lẫn nhau. Chỉ vỏn vẹn 28 chữ, những câu thơ trên quả là lời thuyết pháp, thuyết về lòng nhân không hiếu sát, thuyết về si mê và biên kiến, nhẫn tâm sát hại lẫn nhau, thuyết về lòng người tráo trở, xoay lưng sắp mặt với đồng loại, nhìn vào tấm gương quen ố mà lỗi gà trống đã thể hiện. Loài người nên tránh xa, suy nghĩ ít dẫn thấy hay, mà càng ngẫm nghĩ thật nhiều thì cái ngụ ý của đức thầy càng cho ta một bài học thâm trầm biết mấy. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện Theo bầy mới sống. Miền Đông ở tại nhà ông Tư Đức, vào một ngày cuối năm 1946, khi dần dương vừa ngã bóng nghiêng sao đỉnh núi, tại đây một bầy vịt ước chừng vài chục con sắc lông trắng ngà kéo nhau đi ra bờ sông. Trong bầy vịt đang đi thì thình lình có hai con ngã lăn ra vì bị gió độc. Bấy giờ đức thầy hiện nơi đây, ngài bước tới chỗ hai con vật mắc bệnh kia rồi lấy tay vỗ nhẹ lên lưng chúng.
Hai con vật từ từ đứng dậy, Ngài đưa tay nâng lên và đẩy nhẹ chúng đi. Hai con vịt nhờ vậy chạy theo nhập bọn với đàn vịt vừa đi phía trước. Đức Thầy đứng dậy, lúc ấy có sự hiện diện của ông Nguyễn Thành Hiệp. Ngài phán rằng: Vịt nhờ nương bầy nên mới sống, nếu đứng riêng thì nó đã chết rồi. Thuật theo đuốc từ bi. Phần nhận xét. Điểm trước tiên chúng ta nhận thấy nơi đây một quyền diệu mà bữa đầu độ bệnh cho nhân dân, Đức Thầy thường áp dụng mật giáo. Kế đến ta thấy Ngài cho ta một bài học đoàn kết thân ái với nhau, mà nhiều nơi kinh giảng Ngài thường nhắc lại. Lòng trẻ thảo biết đoạn biết kết, phi xác phàm mê mệt đâu này. Và anh em lớn nhỏ hoài về, hiệp nhau một khối chớ hề phân ly. Hoặc là chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương. Chân hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện hạnh khiêm tốn của Đức Huỳnh giáo chủ. Đệ nhị thế chiến bùng nổ, thế giới khủng hoảng trước chiến tranh, dân chúng lâm vào cảnh điêu linh thống khổ. Sự truyền giáo của Đức Huỳnh giáo chủ lúc đó cũng lắm chung chuyên khổ khó. Thực dân Pháp lo ngại trước uy tín của Ngài, họ buộc Ngài đi an trí nhiều nơi do họ chỉ định. Mãi đến năm 1942, Ngài mới thoát khỏi sự kìm kẹp của chúng và cư ngụ tại Sài Gòn. Lòng nhớ thương Thầy, tín đồ lần lượt đến viếng Ngài. Năm Giáp Thân 1944, có một số tín đồ từ Cao Lãnh rủ nhau đi Sài Gòn viếng Ngài. Họ đi bằng chiếc ghe tam bản bốn chèo. Chuyến đi này gồm các ông hội trưởng, phó hội trưởng quận Cao Lãnh, ông hội trưởng xã Tân Tịch, ông hội trưởng xã Tân Thuận Tây, các ông Hai Đấu và Bùi Văn Triển. Ngày mùng 2 tháng 3 nhuần 1944, thuyền rời Cao Lãnh đi theo những con sông lớn đến rạch ngồi heo hút, trải qua ba ngày mới đến Sài Gòn. Bốn ông hội trưởng lên trước, ông Đấu và ông Triển nhờ bốn ông xin phép Đức Thầy cho hai ông diện kiến. Khi công việc của các ông hội trưởng trình xong, họ bạch với Đức Thầy cho hai người cùng đi được viếng Ngài. Đức Thầy chấp thuận, nhưng Ngài dặn sáng hãy dắt lên. Sáng Ngài đi quanh lộn trên đường Sài Gòn một lúc lâu. Hai ông được đưa đến sau một dãy phố hai tầng. Bước vào căn phố, đứng trước một cái bàn dài như một cái quả đường để ngồi dùng cơm ở các ngôi chùa. Hai ông chờ đợi một lát sau, Đức Thầy từ ngoài cửa đi vào, vẻ mặt hiền hòa từ ái.
Ông Đấu đứng lên xá đức thầy. Ngài nghiêm nghị thân hình, tay buông thẳng và đầu từ từ cúi xuống. Bấy giờ như có một mãnh lực vô hình thúc đẩy, ông Triển làm y theo ông Hai Đấu. Dẫu rằng từ trước tới giờ ông chưa bao giờ gặp mặt đức thầy lần nào, và trong ý ông nghĩ rằng có lẽ đây là đức thầy mà mình đang hằng mong gặp mặt. Hai ông chào hỏi đức thầy xong, ngài nhỏ nhẹ tỏ lời: cảm ơn các ông chẳng ngại xa xôi đến viếng thầy, vậy cứ về nhà ráng thực hành theo những điều mà tôi đã dạy trong sấm giảng. Khi ấy ông Đấu bạch cùng ngài cho ông được lại thầy. Vừa nói xong vừa quỳ xuống, đức thầy nghiêm nét mặt đưa tay chặn lại và nói: không. Ông Đấu vẫn cúi xuống: không, không. Tiếng ngài gắt lên nhưng ông Đấu vẫn cúi lại xuống. Liền đó đức thầy quay bước vào trong, tránh cái lại mà ngài đã không chấp nhận. Một lát sau ngài trở ra trước sự ngại ngùng của ông Đấu. Ngài nói một cách nghiêm nghị và quả quyết: trước mặt tôi những việc làm tôi không cho mà ông còn làm như vậy. Khi không có tôi, ông hành động bướng bỉnh như thế nào nữa? Một chập sau ngài tiếp tục nói, nói rất nhiều về những pháp môn hành đạo, chỉ điểm những yếu lý trong giáo lý Phật Đà. Ngài còn cho biết đời hạ nguyên ma quỷ tà thần hay lộng hành á dị, xưng Phật xưng thần nhiễu hại thế gian. Qua hàng giờ với lời khuyên bảo cặn kẽ, đức thầy đã làm cho tâm tư hai ông thơ thới như được uống bát nước cam lồ. Ở đó tiếp chuyện với mấy đồng đạo khác, chập sau hai ông mới trở ra. Lúc ấy đức thầy đứng coi mấy anh em đang chùi rửa mấy chiếc xe hơi trước nhà. Bấy giờ ông Đấu và ông Triển đi đến chào ngài để về. Đức thầy đứng thẳng người để đáp lễ với cử chỉ như lúc ngài chào hỏi hai ông ban đầu. Ông Triển cho biết với phong thái khoan hòa của đức thầy đối với hàng tín đồ, từ xưa đến nay ít người sánh kịp. Ông quả quyết không thể nào lầm lạc với những người hiện nay xưng cậu, xưng thầy mà tư cách của họ chẳng đúng vào đâu. Viết theo lời ông Bùi Văn Triển. Phần nhận xét: đem sự lễ bái mà sùng ngưỡng các bậc siêu nhân Phật Thánh là điều tốt đáng khuyến khích, song ta cũng không nên ngang bướng trước việc làm mà thầy tổ đã nhiều lần khuyên dạy. Chỉ thờ lại đức Phật, tổ tiên, ông bà cha mẹ lúc còn sống và các vị anh hùng cứu quốc, với những kẻ khác nên bỏ hẳn sự lại lục người sống, cho đến thầy mình cũng vậy, chỉ xá thôi. Thế mà hiện giờ còn lắm người tự cho mình là chứng đắc quả vị Phật, hầu lè đời phỉnh gạt thế nhân. Họ ngang nhiên để thế nhân lễ bái phụng sùng, sống phè phỡn bằng màu hôi nước mắt của những kẻ cuồng tín. Trái với câu chuyện trên, cho ta thấy đức độ của đức giáo chủ đối với tín đồ có một giá trị khó lường. Hạnh đức khiêm tốn của ngài thật vô cùng thánh thiện. Nhưng trong khi thời kỳ này nhiều quỷ dương xuống thế, bao mối đạo mới mọc lên như cỏ dại, kẻ xưng thầy xưng Phật lộng hành á dị, thì làm sao chúng ta phân biệt được ai tà ai chánh,
gút mắt ấy được Đức Giáo Chủ phân giải. Bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chánh mới hồng vinh giang. Bởi vậy giáo lý siêu thượng của Ngài mỗi ngày mỗi lan dần vào quần chúng, mỗi ngày hàng tín đồ càng lúc càng đông. Ấy cũng bởi đức khiêm tốn của Ngài trùm khắp, lời tiên tri của Ngài tất thể chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện lòng thành cảm ứng. Ông Lê Văn Phán và ông Phạm Văn Rạng là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ngụ tại xã Kiến An, chợ Mới, An Giang, đến thăm Đức Thầy ở Bạc Liêu vào khoảng tháng 6 năm Thân Tỵ 1941. Khi đến nơi, cửa ngõ nhà ông Ký Giỏi đã đóng kín. Thấy vậy, hai ông đứng ngoài chờ đợi. Giây lát cô Ký trong nhà bước ra, thấy hai ông cô vui vẻ. Chào hai cậu, hai cậu đến đây thăm thầy tốt lắm. Xong độ này thầy cấm vì lính kính dòm ngó theo dõi, gây sự khó khăn cho anh em đồng đạo, mong hai cậu thông cảm cho. Tuy không vào thăm thầy được, nhưng hai ông vẫn nuôi hy vọng sẽ gặp mặt thầy, dầu chỉ là gặp mặt. Đêm đến hôm đó, nhằm rạp hát ngang cửa nhà ông Ký Giỏi có hát sướng. Người đi xem hát qua qua lại lại xôn xao, nên hai ông lẫn trong số người đó đi qua đi lại mà mắt luôn liếc vào nhà ông Ký Giỏi, lòng vẫn nuôi hy vọng gặp được Đức Thầy. Mỗi bước đi của hai ông là mỗi tiếng niệm Phật, mỗi nhịp thở của hai ông là mỗi lời gian giái sao cho thấy được mặt thầy. Chập sau bỗng cánh cửa nhà ông Ký hé mở, Đức Thầy từ trong nhà đi ra. Ngài giơ tay lên dặn công tắc đèn điện, một tiếng cắt khô khan, chiếc đèn bật sáng. Ngài đi qua đi lại trước hành lang ba hiệp, mắt nhìn ra ngõ. Rồi sau đó thầy đưa tay lên khóa công tắc đèn, bóng đêm mờ mờ lại về. Lúc bấy giờ ở ngoài hai ông lòng chi xiết nổi hân hoan, khi Đức Thầy đã đáp ứng đúng nguyện vọng của mình mong muốn. Chỉ thấy mặt thầy thôi cũng đủ rồi. Lời hai ông to nhỏ với nhau từ cửa miệng qua tâm tư cởi mở vui mừng, thuật theo lời ông Lê Văn Phán. Phần nhận xét: dở trang Phật sử, ta thấy chư tổ chư sư trong khi giáo hóa quần sanh đều tùy duyên quá độ, các ngài đều cảm thông nguyện vọng chí thành của mỗi chúng sanh mà ứng hiện, hoặc dùng lời nói, hoặc một cái nhìn, hoặc một hành động, vân vân, nhất nhất đều đáp ứng những gì thế nhân mong muốn trong phạm vi chân chánh. Xuyên qua chuyện bên thầy nêu trên, hẳn chúng ta đã thấy nơi thầy một tha tâm thông của vị hoạt Phật, mặc dù nguyện giái thì thầm của người bổn đạo, song đã động đến mối từ tâm của Ngài. Cho nên dù hiện giờ thầy còn ở tha phương, nhưng nếu với lòng tính thầy
thành tin tưởng về sứ mạng độ đời của Ngài, thì Ngài tất cũng sẽ đến với ta. Tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dâng lòng tưởng sân trình đau lai. Có hiểu như vậy, trên đường hành đạo của chúng ta, dầu cho phải chịu ngàn cay đắng, phải trải qua bao khó khổ gian chung, bao sự thử thách lọc lừa, cũng không thể lung lay tâm trí. Và khi đã chọn đạo làm hướng bắc của địa bàn, chúng ta sẽ đạt đến chỗ thành công. Có thế mới được nấc thang vinh hạnh thầy riêng cho mình. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện Đức Háo Săn. Thời thơ ấu, đức thầy còn đi học tại trường quận Tân Châu. Hàng năm hễ đến độ nghỉ hè thì đức thầy về nhà, tức tại thánh địa Hòa Hảo. Ngài thường ra đồng ngắm cảnh, hay đi vòng theo các đám rẫy bắp đậu đang chỗ cờ chỗ trái. Nhất là Ngài thường đứng nhìn những thửa ruộng xanh non vừa cao dài tấc, ngọn quặt cần câu đang lượn mình theo chiều gió. Thỉnh thoảng Ngài dừng lại một nơi với trạng thái im lặng, như nghĩ ngợi một vấn đề gì đó không ai hiểu đặng. Một hôm nọ, cũng như thường lệ, Ngài lần bước theo xem số người đang làm cỏ trong một đám đậu. Đức thầy thấy người nào cũng bắt cóc xỏ sâu và cột ở bên lưng. Ngài nhìn theo các sâu cóc thương hại, bỗng có một con cóc từ mấy người làm cỏ nhảy quẳng tới ngay mặt Ngài. Ngài mới lẹ làng lấy chân đè lên mình con cóc để che khuất nó. Bây giờ số người làm cỏ mới đổ dồn về phía con cóc vừa nhảy. Đức thầy lại lanh trí hơn, Ngài đưa mắt nhìn về chòm cỏ cao ở bên trái rồi la lớn: "À, con cóc!" Ai nấy đều tưởng cóc nhảy về đó thật, liền quần kiếm hồi lâu không được, họ bèn trở lại tiếp tục làm cỏ. Khi ấy đức thầy mới dở chân lên cho con cóc nhảy đi nơi khác. Thế là Ngài cứu thoát được con cóc khỏi vô sâu của số người làm cỏ. Câu chuyện này thuật theo lời của ông Nguyễn Hữu Truyền. Phần nhận xét: xưa nay người có lòng nhân lúc nào cũng muốn thấy sự sống vui, chứ không muốn thấy sự chết khổ. Kiến kỳ sanh, bất kiến kỳ tử. Huống chi các đấng giác ngộ tâm tư của các ngài đã xông ướp khối từ bi từ lũy kiếp, cho nên các ngài đâu nỡ ngồi yên nhìn cảnh chúng sanh đang đau khổ mà chẳng ra tay cứu vớt. Chính vì điều ấy nên đức thầy đã thốt: vì thế lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều tiền kiếp giúp ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta quá hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Đọc câu chuyện trên, chúng ta hồi tưởng lúc Thái tử Sĩ Đạt Ta còn niên thiếu. Một hôm Ngài theo vua cha, tức là Tịnh Phạn Dương, dự lễ hạ điền. Theo tục lệ xứ Ấn Độ thời ấy, khi làm lễ xong, vua phải xuống ruộng cày trước 3 dòng, sau đó dân chúng mới bắt đầu làm mùa. Lúc vua cài đất bật lên, các loại dế trùng bày ra,
liền có các đàn chim đáp xuống tranh nhau mổ những côn trùng ấy mà ăn. Thái tử đứng nhìn cảnh bi đát than rằng: thế thì tất cả chúng sanh trong cõi ta bà chỉ biết mạnh hiếp yếu, ăn thịt lẫn nhau vậy sao? Ngài thấy mình có bổn phận tìm ra cách giải khổ chúng sanh. Khi vua cha cài đất xong, bước lên xe giá về thành, mà thái tử vẫn còn đứng yên tại chỗ suy tư mãi. Đó là cái cơ duyên ung đúc đến một ngày kia thái tử lìa cha và vợ đẹp con cưng, thân chẳng xa sông pha bờ bùi. Ngày thuở ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì. Và cho đến lúc ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn, và lần bước vô trương độ chung. Còn đức thầy của chúng ta hiện nay cũng thế, cũng chứng kiến cảnh chết khổ của chúng sanh, cũng tâm từ bi và ý chí đó ngài mới lâm phàm. Lòng yêu sanh chúng luân chuyển kiếp, dạ ái dương trần đổi xác thân. Và câu huyền từ bi thần cánh lướt sang, qua đông đổ vớt người hữu đức. Cho nên lúc lâm phàm, dầu gặp hoàn cảnh chua cay thử thách, ngài chẳng hề nao núng. Lòng từ bi chẳng hoàng ơi, nắng mưa sông thuyền giác rước đưa sanh chung. Ngài còn cho biết: thân ta giàu lắm đoạn trường, cùng làm cho vẹn chữ thương nhân loài. Giả lại, quả vị thánh chánh đẳng chánh giác, tức là quả bồ đề do cây từ bi mà thành. Mà cây từ bi thì phải phát xuất hạt giống lòng nhân, thương người mến vật. Kẻ học Phật phải đúc kết từ điểm nhỏ lòng nhân, mới đạt được kết quả to lớn là bồ đề. Cho nên đối với một loài vật nhỏ bé như một loại cóc, đức thầy cũng xúc động từ tâm cứu độ. Ấy cũng là gương cho tín đồ noi theo. Muôn loài đều có đạo, chớ sát hại loài nào. Ngài thường dạy rằng: thế nên ta hãy tha thứ cho chúng, hãy dung dưỡng chúng, và nhất là đối với các gia súc, trâu, bò, ngựa, chó, mèo, chẳng khá sát hại, vì chúng đã giúp ích cho ta trong các việc sanh hoạt hàng ngày. Tóm lại, không có sự sát sanh vô cớ nào có thể tha thứ được, và trong những ngày chai lạc hãy cử hạnh. Đức thầy còn đưa tầm nhận thức cho mọi người sâu hơn chút nữa: ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Đây là nói đến sự trả dai của luật nhân quả lúc nào cũng
nghiêm minh. Lược nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Hễ loài người sát sanh nhiều, tức chịu quả chiến tranh nhiều, làm cho người già vật đau khổ nhiều, thì chính mình phải chịu đau khổ nhiều, không thể nào sai chạy được. Vì thế ta có thể quả quyết rằng, ai muốn khỏi sự chiến tranh đau khổ, muốn giải thoát sanh tử luân hồi, cần phải tu tập trước hết đức háo sanh, như câu chuyện vừa kể. Nam Mô A Di Đà Phật.